cơ sở Chùa Kiển Sóc Trăng chào bạn nha. Thì buổi chiều hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2020 thì chúng tiến hành hướng dẫn kỹ thuật quay cái đôn chậu 90. Thì đây là cái đôn cao để đặng keo nha bạn. Thì cái bước đầu tiên thì chúng đã quay cái lồng cát rồi để tránh mất thời gian. Thì các bạn yêu cầu các bạn quay cái lồng cát bên trong cho nó láng, cho nó đẹp, để sau này cái bên trong nó sẽ đẹp hơn. Thì khi quay cái trái cát xong, các bạn tháo cái miếng gạch cát ra thì nó sẽ dư một khoảng hở như thế này. Khoảng hở như thế này là khoảng hở để mình đi cái lớp hồ lên nha bạn. Thì bây giờ những công đoạn tiếp theo thì mời các bạn theo dõi nha. Thì cái bước thứ hai, các bạn pha cái hồ cát lỏng, các bạn chế bao quanh cái chân chậu như bạn. Thì cái lớp hồ cát này giúp cố định cái trái cát lại cho nó chắc chắn hơn. Thì đây là người em Lê Giàu, thì hôm nay người em sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật quay cái đôn 90 này. Thì cái đôn 90 này là cái đôn đầu tiên mà em Giàu quay nha các bạn. Thì sau khi chế qua cái lớp như thế này thì các bạn kéo cái khuôn và bạn dán hồ lên bên trong cái chân. Thì cái bước thứ ba, các bạn chế cái lớp hồ cát cho nó đặc hơn. Thì các bạn dùng cao bạn chế thì nó sẽ nhanh hơn nha các bạn. Thì cái đôn này đi qua cũng rất là nhiều lớp hồ, thì các bạn lưu ý để mình làm cái đôn cho nó nhanh hơn. Thì các bạn chế qua thêm một lớp nữa. Thì các bạn tiến hành vô cái cọng kẽm ở dưới phần chân chậu trước nha các bạn. Thì để làm cái nghề chậu kiển thì đòi hỏi các bạn phải kỹ lưỡng và tỉ mỉ từng khâu một, thì bạn làm lên sản phẩm nó mới đẹp. Thì bạn chế hồ làm sao mà các bạn thấy là cái lượng hồ á nó nằm giữa cái mí khuôn như thế này, thì các bạn vô kẽm nó nằm giữa mí hồ thì cái chậu nó sẽ chắc chắn hơn. Thì chậu này đường nào các bạn cũng phải vô 1, 2, 3 cọng kẽm thì cái chậu nó mới kết cấu lại, nó mới chắc chắn được. Nếu mà không có kẽm thì cái chậu nó sẽ bị bung và bị bể, thời gian trồng cây nó sẽ rất là dễ bị bể. Thì ở đây chung xài cái lượng hồ là lượng hồ là 2,5 thùng cát, tức là 2 thùng B. Thì các bạn lượng thêm nửa thùng cát nữa, các bạn trộn nửa bao xi thì các bạn làm cái chậu nó sẽ chắc chắn hơn. Cái lượng hồ nó sẽ hơi già xíu thì mình làm cái chậu nó chắc chắn hơn, nếu mà non quá thì cũng không tốt nha bạn. Thì bây giờ các bạn tiến hành vô cái cọng kẽm để ở phần dưới của cái chân trước. Nhưng qua đem lại chỉnh sửa là giờ bên đây nó còn ấy nè. Ở đây là kẽm 4 ly nha bạn. Sau khi để kẽm các bạn chỉnh sửa và cho ngay lại, các bạn lắc lư cho kẽm nó nằm dưới cái mí hồ. Rồi lấy khuôn gắn vô coi nó bị cắn được không. Sau khi để kẽm xong, bạn để khuôn vô các bạn quay có bị dướng kẽm hay không, nhưng mà dướng các bạn sửa lại. Thì bây giờ các bạn tiếp tục lên cái lớp hồ tiếp theo. Thì sau khi vô kẽm xong, các bạn cứ đổ cái hồ đặt lên cho nó mau đầy hơn nha các bạn. Đi hồ đặt cho nó mau đầy chỉ hơn. Thì cái video này chung tự làm và tự quay thì đôi lúc nó có lắc lư, có giật giật, thì mong các bạn xem, các bạn thông cảm nha.
Thì qua đó cái mong muốn các bạn xem video, các bạn cứ cho chung một số cái ý kiến về cái kỹ thuật làm, thì đôi lúc nó có hạn chế thì các bạn góp ý để Dung làm hoàn thiện hơn nữa, phục vụ quý khách hàng tốt hơn. Thì sau khi cái lớp hồ bên dưới thì các bạn kéo qua một hai quận, một hai ba quận nó đầy cái lớp hồ bên dưới, thì các bạn tiến hành lên cái phần kẽm ở trên của cái chân chậu. Thì ở trên này các bạn cũng sử dụng kẽm 4 ly luôn, thì mình để kẽm lên mình chỉnh sửa cho nó ngay, bẻ cho kẽm nó nằm sát xuống mí hồ. Thì người em tên Giàu này đã làm tại cơ sở chung cũng khoảng tầm mấy tháng nha bạn. Thì mới vô học nghề đây thôi nhưng mà cũng làm rất là giỏi. Thì do cái tinh thần đam mê học hỏi thì tới hôm nay thì cũng làm được một số cái sản phẩm và một số cái mẫu chậu cũng đã làm được nha các bạn. Thì các bạn nào có nhu cầu học nghề, đam mê học nghề dầu kiển thì các bạn cứ tới cơ sở của Trung, thì cơ sở dầu kiển Sóc Trăng. Thì số nhà là 767 đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Thì các bạn cứ tới đây thì các bạn học hỏi, thì trong thời gian làm thì mới học nghề thì nếu có hai hình thức học nghề, nếu mà học thi công và học đóng phí. Các bạn nào có nhu cầu học thì tới đây thì Trung sẽ hướng dẫn các bạn làm. Qua đó các bạn nếu mà trong quá trình làm các bạn làm giỏi thì cơ sở sẽ trả lương và tạo điều kiện ăn ở tại cơ sở cho các bạn ở xa. Thì sau khi lên lớp kẽm trên, các bạn cứ thoải mái lên hồ, các bạn dùng bay múc hồ các bạn để lên. Thì ngoài làm chậu tại cơ sở được thì bên cơ sở chung vẫn nhận đi làm gia công khắp nơi. Các bạn nào có cơ sở hoặc là địa điểm không có thợ làm thì các bạn cứ liên hệ với chung thì chung sẽ nhận làm chậu gia công cho bạn. Thì các bạn thấy là sau khi lên hồ các bạn kéo qua một quận thì cái thấy cái chân đã từ từ đã lên được cái hình nhất định. Thì cái phần trên các bạn đi cái hồ dẻo, các bạn trộn xi măng cho nó già xíu thì mình kéo đi hồ nó sẽ nhanh hơn. Thì sau khi vô kẽm các bạn cứ thoải mái lên hồ. Lấy hột khô em gắt lên vậy, bước lên. Thì trong quá trình làm thì hồ nó có ướt quá thì các bạn sử dụng cái hồ khô, các bạn gắt lên cho nó mau khô hơn để mình đi những cái lớp hồ tiếp theo cho nó nhanh hơn nha các bạn. Cái nước cuối cùng các bạn đi cái nước hồ láng như thế này để lắp những cái lỗ một cho cái chân nó láng hơn để mình đi cái hồ dầu nó sẽ nhanh hơn.
bây giờ các bạn tiến hành đi hồ dầu để hoàn thiện cái chân đôn 90 này. Thì các bạn pha hồ dầu cho nó đặc để mình đi cho nó đầy cái chỉ hơn. Thì trong khi kéo hồ dầu, các bạn dùng vai các bạn dán hồ lên cho cái mí hồ nó vô cái phần bụng chậu, để cho cái bụng của cái chân, để cho cái chân nó láng hơn. Các bạn thấy là sau khi kéo qua một quận, các bạn thấy cái chân nó rất là láng.